Thưa các đồng chí và quý vị, với hàng triệu người dân Việt Nam nói chung và người dân Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, có lẽ sẽ khó có thể quên được những hình ảnh ấm áp của những gói quà, những phần cơm hay đơn giản là những bó rau giúp nhau khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong thiên tai hay dịch bệnh khó khăn là lẽ đương nhiên, nhưng hơn bao giờ hết, càng trong gian khó, người dân Việt Nam càng thể hiện tinh thần đoàn kết, người khó ít lo cho người khó nhiều. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được Hội Phụ Nữ Thị xã Phú Mỹ triển khai, duy trì từ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát trong năm 2021. Và mô hình này đã và đang ngày càng lan tỏa tinh thần nhường cơm sẻ áo của dân tộc Việt, lan tỏa lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa theo Bác. Ở cái tuổi ngoài 60, nhưng bà Nguyễn Thị Lẽ ở tổ 3, khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà trọ chật hẹp. Không chồng con, không người thân thích, sức khỏe yếu, nên bà chỉ có thể phụ việc nấu ăn cho trường mầm non gần nhà. Khi dịch COVID-19 bùng phát, trường nghỉ học, bà Lẽ không còn thu nhập. Và khó khăn hơn khi bà bị trượt té, gãy cánh tay trái. Thế nên tiền nhà, tiền thuốc, tiền ăn uống, sinh hoạt đều nhờ vào sự hỗ trợ của các đoàn thể, nhà hảo tâm. Và những gói quà của chị em hội phụ nữ phường, dù chỉ là mấy ký gạo, chai nước tương, bịch đường, là sự giúp đỡ kịp thời thiết thực khiến bà thêm ấm lòng. Cô thì có một thân một mình thôi, nên là lúc ốm lúc đau này nọ thì cũng được các ban ngành giúp đỡ. Nói chung là bên phụ nữ, bên thanh niên, bên các cụ, gạo thóc thì đầy đủ. Tất cả các thứ đều đầy đủ, nhưng là cũng vượt qua được. Bản thân tôi cũng đi hỗ trợ tiền, quà và bên cạnh đó cũng vận động thêm một cái số mạnh thường quân để đến động viên những cái chị em có hoàn cảnh khó khăn, tàn tật để tặng quà, tiền cho họ. Khi mà tôi làm cái việc đó thì trong cái tâm của tôi rất chi là thoải mái mà cũng muốn là nhân rộng cái mô hình này lên nữa để hỗ trợ giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là cái hội viên phụ nữ. Bị tàn tật từ nhỏ nên chị Trần Thị Thêm ở tổ 14 không có công ăn việc làm ổn định. Nếu như trước đây mỗi tháng công việc trông trẻ tại nhà cũng giúp chị có khoản thu 2 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng vài tháng trở lại đây, dịch bệnh bùng phát, chị Thêm ở nhà, nhờ cậy vào gia đình người anh trai. Và sự quan tâm chia sẻ cả về vật chất và tinh thần của các cấp hội là sự động viên vô cùng to lớn đối với chị. Tuy phần quà rất nhỏ nhưng mang tới thấy chị em ai cũng vui mừng, mà mình cũng thấy vui mình đã giúp được họ một phần nhỏ nhỏ. Cái vận động này á là chị em sẽ cố gắng tiếp tục để nhân rộng nhiều hơn nữa, để phát triển mạnh hơn nữa, để giúp được nhiều chị em với nhiều các cháu nhỏ trong chi hội phụ nữ, nhất là các chị em phụ nữ tàn tật nè, rồi khó khăn nè. Mô hình làm theo Bác hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Xuân triển khai đến tất cả các chi hội từ lần bùng phát dịch thứ nhất vào năm 2020. Và mô hình phát triển mạnh, nhận được sự đóng góp đông đảo hơn trong lần bùng phát dịch này. Riêng trong các đợt giãn cách xã hội vừa qua, từ mô hình hội đã vận động và trao tặng được hơn 1.500 phần quà trị giá trên 300 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thì hội đã phát động rất là nhiều cái mô hình, ví như mô hình nuôi heo đất, rồi mô hình là gian hàng yêu thương, rồi rất nhiều nhiều mô hình để là chung tay cùng để hỗ trợ cho người nghèo. Mô hình hỗ trợ vận động hỗ trợ phụ nữ và người dân gặp khó khăn trong đại dịch được phát động từ tháng 6 năm 2020. Và đã được thực hiện xuyên suốt từ năm 2020 sang năm 2021, đặc biệt là trong cái đợt giãn cách vừa rồi ấy, thì cái mô hình này được phát triển rất là lớn mạnh. Rất là nhiều chị em cán bộ hội viên phụ nữ là không có chờ đợi chúng tôi đến để vận động, mà người ta sẽ gọi điện và sẽ tự giác là đóng góp.
Chúng tôi là mong muốn qua những cái hoạt động của hội và những cái kết quả đạt được thì cũng rất là mong các chị em sẽ hưởng đồng lòng hưởng ứng tiếp tục cùng đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường để thực hiện tốt cái công tác nhân đạo từ thiện này. Trên tinh thần học và làm theo Bác, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã đã chuyển tải nội dung ý nghĩa của việc làm theo Bác đến với chị em phụ nữ, từ đó xây dựng nhiều hoạt động tương thân tương ái và thực sự là chỗ dựa tin cậy cho chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ các phong trào tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau không lãi, mô hình thực hành tiết kiệm từ nguồn, phân loại rác thải, thu gom da chai, hũ gạo nghĩa tình, mô hình chung tay vì phụ nữ trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mô hình gian hàng không đồng chia sẻ yêu thương. Năm qua đã có hàng ngàn phần quà và vật dụng còn giá trị sử dụng được trao cho các gia đình già neo đơn, phụ nữ trẻ em nghèo và những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thực hiện theo cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thì trên cơ sở các cái văn bản chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thị ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo thị ủy, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã hàng năm có cái kế hoạch chuyên đề triển khai đến các cấp hội phụ nữ. Thì qua đó thì cũng xuất hiện các cái mô hình, ví dụ như là mô hình chia sẻ yêu thương, rồi mô hình là hũ gạo giúp hội viên nghèo, mô hình là nuôi heo đất. Thì hàng năm thì hội cũng đã triển khai rất là rất nhiều các mô hình đó, thì qua đó cũng giúp được cho bà con trên địa bàn của thị xã, cũng đặc biệt là trong cái phòng chống dịch COVID trong thời gian. Trong những ngày dịch bệnh bùng phát, đối với các gia đình nghèo chật vật với gánh nặng mưu sinh thường nhật, thì những món quà nhu yếu phẩm rất đổi bình thường này của chị em phụ nữ trao tặng kịp thời, thật sự là sự hỗ trợ cần thiết và đáng quý trong lúc này. Còn với bà con đón nhận những phần quà, không đơn thuần chỉ là quà tặng, mà trên hết còn là tình cảm, tấm lòng và sự sẻ chia của mọi người gửi đến nhau trong khó khăn dịch bệnh. Cho được một túi gạo vậy với cũng hai phần quà thùng mì với quà nữa. Cảm thấy nó cũng sung sướng, vui mừng là vì khó khăn chung hết mà. Tám miệng ăn á, mà có một thằng lao động chánh thôi. Miếng khi đói bằng một gói khi no, nhưng mà tới nhà vậy là rất là quý. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những phần quà là rau củ, là những nhu yếu phẩm hàng ngày. Dù không lớn về giá trị vật chất, nhưng vô cùng ấm áp, thể hiện nghĩa đồng bào trong cơn đại dịch. Cũng là thể hiện sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Mà mình thấy, cảm thấy như bà con, cô bác này kia, mình có khả năng thì mình cứ hỗ trợ với bà con. Mình cho gạo, với cho mì. Với bà con cô bác nào già thì mình cho 50-70%. Mong muốn bà con cô bác đời sống cho ổn định, với là giúp được phần nào hay phần nấy cho bà con, hỗ trợ thêm cho bà con cô bác đỡ qua trong cái khổ và mùa dịch này. Trong khó khăn, tinh thần dường cơm sẻ áo luôn mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc, nhiều sợi dây gắn kết mỗi người gần lại với nhau hơn. Và với người nghèo, đó là sự ấm áp, là những món quà đong đầy tình yêu thương. Với cộng đồng, đó là sự đoàn kết, san sẻ, cùng chung tay mang đến cho nhau những điều tốt đẹp. Đầu năm 2020, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã thảo luận, nghiên cứu và xây dựng cái mô hình chia sẻ gian hàng chia sẻ yêu thương này với mục đích là giúp đỡ cho những người nghèo, người khó khăn trên địa bàn xã trong cái đợt dịch bệnh COVID-19 bị ảnh hưởng là do mất việc làm, không thu nhập không ổn định. Thì với những cái phần quà rất là nhỏ, xuất phát từ cái tinh thần tương thân tương ái để chia sẻ bao bọc cho bà con nhân dân vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Thì ở đây với cái mô hình chia sẻ yêu thương này thì ban đầu chúng tôi hoạt động với cái phương châm là ai có gì thì mang tới, nhằm mục đích là chia sẻ cho người nghèo. Tuy nhiên trong một thời gian hoạt động hơn một năm thì cái mô hình duy trì rất là hiệu quả và phát huy được cái tác dụng của cái mô hình. Từ những việc chia sẻ từ bó rau nhỏ nhặt nhất thì tới chia các nhà mạnh thường quân, các nhà tài trợ chia sẻ thêm những cái gạo, cái chai dầu ăn, rồi các cái mặt hàng nhu yếu phẩm khác để bổ sung thêm vào cái gian hàng ngày càng phong phú hơn. Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé giản dị trong đời sống hàng ngày, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tiếp tục chú trọng giúp đỡ hội viên nghèo, phụ nữ đơn thân, nhân rộng các hoạt động vì cộng đồng.
không chỉ chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, mà ý nghĩa hơn là góp phần lan tỏa những hành động đẹp đến với mọi người. Bên cạnh đó, hội tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội nhằm thu hút hội viên tham gia, đồng thời thường xuyên biểu dương khen thưởng hội viên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối với việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì rất là nhiều cái việc làm để mình làm. Tuy nhiên mà năm 2021 thì Hội Phụ Nữ Thị Xã đã phát động cái mô hình nuôi heo đất. Thì đây là cái việc làm rất là có ý nghĩa. Đối với cán bộ hội của Hội Phụ Nữ Thị Xã cũng là người đầu tiên, tiên phong để mình tham gia cái chương trình này. Từ đó để cho chị em cán bộ hội thấy được cái việc làm có ý nghĩa. Thì sau đó là cán bộ các cấp hội cơ sở sẽ nhân rộng cái mô hình thì trong năm 2021 lấy cái số tiền đó để giúp đỡ các cái cán bộ hội viên mà gặp khó khăn trong cuộc sống để giúp đỡ cho chị em. Thưa quý vị, với tinh thần sẻ chia, một miếng khi đói bằng một gói khi no và dân đồng vòng tay, lá lành đùm lá rách, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp hội phụ nữ thị xã Phú Mỹ không còn là phong trào mà những việc làm đã trở nên thiết thực, ý nghĩa hơn, tạo hiệu ứng tích cực đến với cộng đồng, để từ đó những giá trị nhân văn thêm lan tỏa. Thưa quý vị và các đồng chí, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Trong suốt thời gian lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở toàn đảng, toàn dân. Muốn giữ vững nền độc lập, muốn cho dân giàu nước mạnh, thì mỗi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình. Phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà. Và trước hết, phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Muốn cho dân mạnh, nước giàu, thì dân trí phải cao. Phải đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Mở trường vừa học vừa làm để tạo điều kiện cho người lao động, cán bộ chiến sĩ được đi học. Khi dân trí cao, sẽ xuất hiện nhiều nhân tài tham gia xây dựng đất nước, đưa đất nước thoát khỏi cảnh yếu hèn. Đó là con đường phát triển giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, và kêu gọi mọi người thi đua học tập để đưa dân tộc ta trở thành một dân tộc văn minh, tiến bộ. Làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cô giáo, thầy giáo trước hết phải trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện chuyên môn. Phải là tấm gương trong sáng để học sinh noi theo, phải gương mẫu từ lời nói đến việc làm. Phải thương yêu chăm sóc học sinh như con em ruột thịt của mình. Phải thực sự yêu nghề, yêu trường. Phải không ngừng học hỏi để tiến bộ mãi. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đại vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Lời dạy của người đã đi sâu vào lòng dân, tạo thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho đội ngũ giáo viên và học sinh tỉnh nhà thi đua dạy tốt, học tốt. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.